Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 6 tại hội trường khách sạn Victory thành phố Tây Ninh, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp tổ chức hội thảo ứng dụng giải pháp công nghệ mới hệ thống hô ga thu nước ngăn mùi chống mũi. Tại hội thảo đại diện của các sở tài nguyên và môi trường, sở xây dựng, sở y tế trình bày về thực trạng thoát nước, hệ thống thoát nước và cơ hội thách thức trong vấn đề xử lý nước thải của tỉnh Tây Ninh cũng tại hội thảo, công ty trách nhiệm hữu hạn SiCan đã giới thiệu về hệ thống hốt ga thu nước, ngăn bụi chống mũi. Hệ thống có khả năng thoát nước tốt, giải quyết vấn đề về mùi cống rãnh, giữ lại chất thải rắn, giảm ô nhiễm môi trường, ngăn chặn mũi côn trùng có hại phát triển trong hệ thống nước.